Vâng, hello hello, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và với những cái bộ sản phẩm mà có lối đục tỉa chạm khắc tinh tế của những dòng sản phẩm bàn ghế nội thất thì hiện tại trước mặt tất cả anh chị mình đây, em đang có hai bộ sản phẩm mang theo nét đẹp tinh hoa và cũng như là lối chạm tỉa và chạm trổ tinh tế của những dòng sản phẩm bàn ghế các bác nhá. Hai bộ này thì hiện tại em đang được làm là hàng ngây bảo đỉnh, làm bằng chất liệu gỗ là gỗ hương đá. Với những dòng sản phẩm này thì đang được làm là hàng cột 12, chân 12 gỗ hương đá. Và với cái chiếc đoạn dài lên đến là 2m07, chiều cao từ chân lên đỉnh là 1m43 và sâu bộ bì là 73 phân. Toàn bộ những dòng sản phẩm này các bác có thể thấy này, từng đường nét, từng đường chạm trổ nó cực kỳ tinh tế của những dòng sản phẩm bàn ghế. Và nghe đỉnh đứng ở trên đỉnh sẽ giúp cho gia chủ luôn luôn là may mắn cũng như là chấn trạch trừ tà, xua đuổi vận khí tốt và xua đuổi vận khí xấu và mang lại vận khí đẹp cho gia chủ. Và hai bên thì em đang được đục là chú long. Đây là một bộ sản phẩm nghe bảo đỉnh thì sẽ có hai chữ chú long. Nếu mà nghe phượng thì sẽ có hai chú phụ các bác nhá. Và hiện tại đây thì các bác có thể này, những cái vảy, những cái đường chạm trổ là cực kỳ tinh tế và trang trí thêm những cái linh vật là quy và cũng như là những chú phụ. Và vách tựa lưng em đang được đục là tam sư vần cầu, đang được đục là tam đa ba âm phúc lộc thọ, thể hiện cho gia chủ là sự tài lộc, tuổi thọ và hạnh phúc. Và hai bên riêng thì là một chú, một ông tiên ông và một bà tiên bà. Và vách thì bên cơ sở em đang được đục là vách liền với một tảng, với vách dày đây này là 6 phân các bác nhá. Và toàn bộ là cột 12, chân 12 gỗ hương đá các bác nhá. Cột là cột không tâm này, đẹp cực kỳ luôn. Và bàn em đang được đục là chạm trổ tứ linh, long lân quy phụ, bốn con vật linh thiêng nhất của trời đất và bốn con vật tứ trụ của trời đình. Về ý nghĩa phong thủy các bác nhá, bàn dài lên đến là 1m60, bàn chiều ngang của bàn là 75 phân. Toàn bộ là chạm trổ tứ linh này, đấy, long lân quy phụ và chú long ẩn mình trong mây, thể hiện sự quyền uy, sức mạnh, sự đẳng cấp cho gia chủ. Với một chú phụ đang tung cánh đón tài lộc và một chú quy đang có những cái linh vật cũng như là mang lại cho con em chúng ta về con đường học tập cũng như con đường công danh sự nghiệp luôn luôn là phát triển và luôn là đi lên. Một chú nghe với cái dáng hách mặt cánh thiên, thể hiện sự quyền uy, sức mạnh, sự đẳng cấp cho gia chủ của anh nhá. Và hai bên xung quanh này thì em đang được đục là gồm những cái chi tiết họa tiết là gồm những cái đồng tiền và cũng như những cái gấm chữ vạn chạy xung quanh các bác nhá. Hai bên sẽ có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Và tiếp theo đó là hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn này thì bên cơ sở em đang được làm với cái thông số kích thước là chiều ngang của chiếc ghế đơn này, với chiều ngang lên đến là 90 phân, chiều cao từ chân lên đỉnh là 1m34 và sâu phủ bì của bộ này thì đang được làm 73 phân, cực kỳ đẹp. Với những dòng sản phẩm này ấy, toàn bộ chương em đang được làm là chương liền với một khối các bác nhá, chương đục tỉa và chạm khắc liền với một khối cực kỳ đẹp, với cả cái dáng của những cái chú ngê, cái dáng cực kỳ đẹp và đục thủng này, đục những cái múi cơ này, những cái phần dâu ria, tóc tai cực kỳ đẹp và sắc nét với những dòng sản phẩm này. Và chính giữa thì sẽ là những chú hổ phù. Và hai bên vách tựa lưng thì sẽ là một ông tiên ông và hai ông tiên ông, một ông là được cưỡi nghê và một ông là cưỡi chú quy. Đấy, toàn bộ là những dòng sản phẩm này. Và tay em này được đục là tay tỳ hưu. Tay này thì với cái dáng là hách mặt cánh thiên, thể hiện sự quyền uy, sức mạnh, sự đẳng cấp cho gia chủ các bác nhá. Và toàn bộ từ những cái múi cơ này, từ những cái múi cơ ở những cái vòng bụng này, từ những cái dáng dấp này, cực kỳ quyền uy, sức mạnh. Và toàn bộ những dòng sản phẩm này thì em đang được làm là hàng khô tranh 4-2. Hàng khô tranh 4-2 các bác nhá. Hàng khô tranh 4-2 cực kỳ đẹp. Và tiếp theo đó là cổ chỉ thì bên cơ sở em đã được bo viền uốn dẻo chạy xung quanh, nó cực kỳ đẹp với những dòng sản phẩm này. Và toàn bộ những dòng cổ chỉ em đã được làm cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng cổ chỉ đục hạt xoài, đục sen dẻo chạy xung quanh, 1 tầng cổ chỉ bo viền uốn dẻo. Yếm thì đang được làm là yếm dày lên đến là 4 phân và chân là chân 12 các bác nhá. Bộ sản phẩm này thì không thể thiếu được những cái phần chữ đôn. Đôn này thì em đang được làm là đôn đục một chú long. Đấy, bên này đôn đục chú long. Hai đôn đều như nhau, hai bộ sản phẩm này như nhau và ít đúc luôn các bác ạ. Đấy, ở đôn này thì nó được làm là 40 x 55 là đôn đang được đục vào chú long và sẽ có ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Và toàn bộ những cái chiếc đôn này thì em sẽ có tặng kính bàn và kính đôn. Đấy, kính đôn này thì để cho tất cả các bác để những cái vật dụng như là tượng Phật phong thủy hoặc là những cái chậu hoa, cực kỳ là hợp lý các bác nhá. Và chiếc đôn con này sẽ là 40-40. Tổng quan hai bộ sản phẩm này, nếu như mà các bác nào và anh chị mình nào đang quan tâm, liên hệ trực tiếp cho em về gì là qua số điện thoại mình để phía dưới các màn hình rồi. Còn địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Hề Gia, thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, và cơ sở rộng đến 10.000m² từ khâu sửa đến khâu chuẩn bị hàng. Bên cơ sở em có hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày, hỗ trợ trả góp là 0%, và hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Video của em sẽ được kết thúc tại đây, và nếu mà hay thì anh chị mình dành tặng cho em một nút like và một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Xin chào.